Xin chào mọi người, hôm nay công ty tự động Trần Gia giới thiệu mọi người về Servo Delta. Thì trước mặt mọi người đây, là con motor Servo Delta 1kW, có mã là ECMA E21310RS. Thì con motor Servo này của chúng ta thì không thể dùng điện trở thắng được, không có điện trở thắng luôn. Thì có tốc độ định mức của nó là 2.000 vòng trên phút. Mô men xoắn định mức của nó là 4,77 và công suất là 1kW. Thì muốn điều khiển con motor Servo này thì chúng ta cần đến driver. Thì hôm nay tôi giới thiệu mọi người về con driver dòng B2, có mã là SDB2101B, công suất 1kW đây. Nguồn điện đưa vào sẽ là 200 đến 230 V. Thì trên con driver sẽ có các phím chức năng như mod để chúng ta chọn các mod điều khiển của nó, nút tăng giảm, nút shift và nút set. Thì ở các ngăn đây thì chúng ta sẽ đưa nguồn điện vào là 220. Lò 1 chúng ta sẽ đưa nối R. Lò 2 chúng ta sẽ đấu chung với S hoặc là T. Còn đây là nơi để xuất nguồn điện 110 sang motor. Bởi vì nãy mọi người thấy đây, con motor của chúng ta chỉ xài nguồn 110 mà thôi. Thì nếu các bạn đã xem video trước của tôi đã giới thiệu con 700W, tôi cũng đã nhắc tới cái dây. Từ con 1kg trở lên chúng ta sẽ xài cáp như thế này. Đây. Đúng không? Đây. Đây là cáp nguồn để chúng ta gắm vào motor. Thì chúng ta sẽ nhìn vào chân của nó để chúng ta cắm vào. Đây mọi người thấy đây có cái đồ khóa gầy. Đây chúng ta sẽ cắm như thế này. Ở đây cũng có một cái móng của nó. Chúng ta sẽ cắm vừa vào đó, chúng ta sẽ cắm vào. Dặn nó để cho nó sát xuống. Còn đầu còn lại của dây là đây. Bên công ty của tôi cũng đã hàn dây chuẩn cho mọi người. Và mọi người cứ nhìn theo màu trên đây, mọi người sẽ đấu vào. Thì chúng ta cũng sẽ dựa vào đó, chúng ta sẽ đấu vào. Cộng dây đỏ sẽ đưa vào U. Dây trắng chúng ta sẽ đưa vào V. Còn dây đen này chúng ta sẽ đưa vào W. Còn cộng dây xanh này chúng ta sẽ nối vào đây, mát đất đây. Còn cái kênh bên đây, SIM1 là để chúng ta cắm cáp IO để truyền dữ liệu xung từ DC sang con driver này. Chúng ta sẽ dùng cáp như thế này. Thì khi mua mọi người cũng sẽ được đi kèm theo những cáp như thế này. Còn SIM2 là để chúng ta cắm cáp encoder. Thì đây là cáp encoder của nó. Đầu này chúng ta cũng sẽ cắm bên dưới. Cũng có máu ở đây. Đây. Đó, chúng ta cũng sẽ dựa vào đó chúng ta cắm vào. Dặn cho sát xuống. Còn đầu còn lại là chúng ta sẽ được cắm vào SIM2 đây. Còn SIM3 này là để chúng ta cắm cáp để truyền dữ liệu từ con driver này sang máy tính, để chúng ta có thể điều khiển nó online hoặc là kiểm tra những thông số bên trong con driver này.